Chào các em. Ở video này chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập 5, trang 76. Xếp ngẫu nhiên 3 bạn nam và 3 bạn nữ ngồi vào 6 ghế kê theo hàng ngang. Tìm xác suất sao cho A. Nam nữ ngồi xen kẽ nhau. B. 3 bạn nam ngồi cạnh nhau. Thì tìm xác suất. Tìm xác suất là chúng ta đường nào thì cũng phải tính số phần tử của không gian mẫu. Nên trước khi làm câu A thì chúng ta sẽ tính số phần tử của không gian mẫu trước. Thì chúng ta đã biết rằng là số phần tử của không gian mẫu chính là số cách sắp xếp 6 bạn này vào 6 cái ghế. Được không? Mà số cách xếp 6 bạn vào 6 ghế chính là hoán vị của 6 phần tử ha. Thì chưa? Mỗi cách xếp thì cho ta một hoán vị của 6 người. Mỗi cách xếp cho ta một hoán vị của 6 người. Mỗi cách xếp chính là một hoán vị của 6 người. Thì số cách xếp chính là số hoán vị của 6 người ha. Và số phần tử của không gian mẫu cũng chính là số cách xếp và chính là số hoán vị của 6 người. Như vậy thì từ đây mình có là số phần tử của không gian mẫu sẽ bằng 6 dây thừa. Rồi chúng ta đi vào câu A. Câu A là nam nữ ngồi xen kẽ nhau. Nam nữ ngồi xen kẽ nhau. Thì nam nữ ngồi xen kẽ nhau thì chúng ta sẽ có các trường hợp sau ha. Mình coi nè. Ghế thứ 1 nè. Ghế thứ 2 nè. Ghế thứ 3 nè. Ghế thứ 4 nè. Ghế thứ 5 nè. Ghế thứ 6 nè. Thì nếu mà nam nữ ngồi xen kẽ nhau á, thì chúng ta sẽ có hai trường hợp là nam ngồi ghế thứ 1, ghế thứ 3 và ghế thứ 5. Được chưa? Rồi nữ ngồi ghế 3 cái ghế còn lại. Hoặc là nam sẽ ngồi vào ghế thứ 2, ghế thứ 4 và ghế thứ 6. Đúng không? Và nữ ngồi vào 3 ghế còn lại. Được chưa? Cho nên là trường hợp nam nữ ngồi xen kẽ nhau thì chúng ta sẽ chia thành là hai trường hợp. Trường hợp 1 là 3 bạn nam ngồi vào 3 ghế ha. 3 bạn nam ngồi vào 3 ghế. 3 bạn nam ngồi vào 3 ghế. Thứ 1, 3, 5. 3 bạn nam ngồi vào 3 ghế. Thứ 1, 3, 5. Thì từ đây chúng ta có được 3 dây thừa. 3 bạn nam ngồi vào 3 ghế ha, thì mình sẽ có số cách xếp là 3 dây thừa. 3 dây thừa có thêm thì có 3 dây thừa cách xếp 3 bạn nam. Được chưa? Có 3 dây thừa cách xếp 3 bạn nam vào 3 cái ghế này. Sau khi mà xếp 3 bạn nam vào 3 cái ghế này rồi thì chúng ta sẽ còn 3 cái ghế trống là 2, 4, 6. Được chưa? Bây giờ mình sẽ xếp 3 bạn nữ vào 3 cái ghế trống này, đúng không? Xếp 3 bạn nữ vào 3 cái ghế trống này thì hiển nhiên là chúng ta cũng sẽ có 3 dây thừa cách xếp 3 bạn nữ. Và ứng với mỗi cái cách xếp 3 bạn nam thì chúng ta cũng có 3 dây thừa cách xếp 3 bạn nữ. Cho nên là mình sẽ dùng quy tắc nhân ha. Hay nói khác là trường hợp 1 sẽ có là 3 dây thừa nhân cho 3 dây thừa cách xếp. Ha, cách xếp 6 bạn vào 6 cái ghế này sao cho nam nữ ngồi xen kẽ. Ha, trường hợp 1. Ở trường hợp 2. Trường hợp 2 thì 3 bạn nam sẽ ngồi vào 3 ghế là 2, 4, 6. Ha. 3 bạn nam ngồi vào 3 ghế.
246. Thì ở trường hợp này thì chúng ta cũng có 3 dây thừa cách xếp 3 bạn nam. Bởi vì xếp 3 bạn nam vào 3 ghế ha, chính là số hoán vị của 3 phần tử đúng không? Là 3 dây thừa. Có 3 dây thừa cách xếp 3 bạn nam. Thì sau khi chúng ta xếp 3 bạn nam vào 3 ghế là 2, 4, 6 thì chúng ta còn lại 3 ghế là 1, 3, 5 để xếp 3 bạn nữ vào đúng không? Thì có 3 ghế để xếp 3 bạn nữ, hay nói khác là chúng ta cũng có 3 dây thừa cách xếp, cái này không cần dấu suy ra ha, 3 dây thừa cách xếp 3 bạn nữ. Nói cụ thể hơn là cách xếp 3 bạn nữ vào 3 ghế còn lại ha, vào 3 ghế còn lại. Nên là có 3 dây thừa cách xếp 3 bạn nữ vào 3 ghế còn lại. Rõ hơn. Thì suy ra là trường hợp 2 là có ứng với mỗi cách xếp 3 bạn nam thì chúng ta lại có 3 dây thừa cách xếp 3 bạn nữ, cho nên mình sử dụng quy tắc nhân đúng không? Có nghĩa là trường hợp 2 này sẽ có 3 dây thừa nhân cho 3 dây thừa cách xếp. Trường hợp 1 có 3 dây thừa nhân 3 dây thừa cách xếp, trường hợp 2 cũng có 3 dây thừa nhân cho 3 dây thừa cách xếp. Như vậy thì tất cả là mình sẽ có là cái này cộng với cái này đúng không? Được chưa? Suy ra là số cách xếp 6 bạn vào 6 ghế sao cho nam nữ ngồi xen kẽ. Là 3 dây thừa nhân với 3 dây thừa cộng với 3 dây thừa nhân cho 3 dây thừa là bằng 2 nhân cho 3 dây thừa nhân cho 3 dây thừa cách. Thì bây giờ để mà tính xác suất sao cho nam nữ ngồi xen kẽ nhau ha, chúng ta sẽ gọi A là biến cố. Gọi A là biến cố. Biến cố là nam nữ ngồi xen kẽ nhau. Được chưa? Thì số phần tử của biến cố A cũng chính là số cách xếp 6 bạn vào 6 ghế sao cho nam nữ ngồi xen kẽ nhau đúng không? Thì từ đây mình suy ra được là số phần tử của biến cố A sẽ bằng là 2 nhân cho 3 dây thừa nhân cho 3 dây thừa phần tử. Được chưa? Số phần tử của biến cố A cũng chính là số cách xếp 6 bạn vào 6 ghế sao cho nam nữ ngồi xen kẽ. Thì có số phần tử của biến cố A rồi, chúng ta sẽ suy ra được rằng là xác suất của biến cố A sẽ bằng số phần tử của biến cố A chia cho số phần tử của không gian mẫu. Thì chúng ta sẽ được là 2 nhân cho 3 dây thừa nhân cho 3 dây thừa. Số phần tử của không gian mẫu chúng ta đã tính lúc đầu là 6 dây thừa. Mình tính tay cho nhanh hơn các bạn ha. Nếu mà các bạn đừng có dùng máy tính, mình quen tính tay thì mình sẽ tính rất là nhanh. Thì 6 dây thừa thầy sẽ viết thành là 6 nhân 5 nhân 4 nhân 3 dây thừa ha. Thì 3 dây thừa này với 3 dây thừa này hết. Rồi 3 dây thừa là bằng 6, được chưa? 3 dây thừa là bằng 3 nhân 2 nhân 1 là bằng 6, cái này với cái này hết ha. Rồi lúc này là chúng ta sẽ còn lại là 2 phần 20 ha. 2 phần 20 hay nói khác là bằng 1 phần 10. Được chưa? 2 phần 20 chúng ta rút gọn còn 1 phần 10. Xác suất của biến cố A là 1 phần 10. Hay xác suất để nam nữ ngồi xen kẽ nhau ha, xác suất để nam nữ ngồi xen kẽ nhau là 1 phần 10.
Rồi chúng ta xong câu A ha. Mình tìm xác suất của biến cố, từ đó mình suy ra là xác suất của câu A đề cho là 1 phần 10. Bây giờ chúng ta đi vào câu B. Câu B là ba bạn nam ngồi cạnh nhau. Ba bạn nam ngồi cạnh nhau. Tương tự như vậy, chúng ta cũng sẽ tính số cách xếp sao cho ba bạn nam ngồi cạnh nhau trước. Từ đó mình sẽ suy ra số biến cố ba bạn nam ngồi cạnh nhau ha. Số phần tử của biến cố ba bạn nam ngồi cạnh nhau. Chúng ta sẽ tính là số cách xếp sao cho ba bạn nam ngồi cạnh nhau. Số cách xếp sao cho ba bạn nam ngồi cạnh nhau. Mình sẽ tính số cách xếp sao cho ba bạn nam ngồi cạnh nhau. Rồi từ đó mình sẽ suy ra là số phần tử của biến cố ba bạn nam ngồi cạnh nhau. Và từ đó mình sẽ tính được là xác suất sao cho ba bạn nam ngồi cạnh nhau, đúng không? Thì mình có 6 cái ghế này. Nếu mà mình xếp ba bạn nam ngồi cạnh nhau thì thứ nhất là mình sẽ chọn ra ba ghế cạnh nhau để mà cho ba bạn nam ngồi ha. Thì mình sẽ có là ghế 1, 2, 3 hoặc là ghế 2, 3, 4 hoặc ghế 3, 4, 5 hoặc ghế 4, 5, 6, đúng không? Nên là mình sẽ có những công việc như sau. Công việc thứ nhất là mình chọn ra ba ghế cạnh nhau. Chọn ra ba ghế cạnh nhau để cho ba bạn nam ngồi ha. Để ba bạn nam ngồi. Chọn ra ba ghế cạnh nhau để cho ba bạn nam ngồi thì mình sẽ có là bốn cách chọn. Được chưa? Mình có bốn cách chọn ha. Cụ thể là ghế 1, ghế 2, ghế 3 hoặc là ghế 2, ghế 3, ghế 4 hoặc là ghế 3, ghế 4, ghế 5 hoặc là ghế 4, ghế 5, ghế 6. Ha. Mình sẽ chọn ra ba ghế kề nhau, cạnh nhau để cho ba bạn nam ngồi. Rồi bây giờ mình mới xếp ba bạn nam ngồi lên ba ghế này, đúng không? Tiếp theo là xếp ba bạn nam vào ba ghế đã chọn. Xếp ba bạn nam ngồi vào ba ghế đã chọn. Thì cái việc mà mình xếp ba bạn ngồi vào ba ghế thì chính là số hoán vị của ba phần tử, đúng không? Suy ra là có ba giai thừa cách xếp. Xếp ba bạn vào ba ghế. Xếp ba bạn vào ba ghế thì chính là hoán vị của ba phần tử, nên chúng ta sẽ có là ba giai thừa cách xếp. Rồi sau khi chúng ta đã xếp ba bạn nam vào ba ghế đã chọn thì chúng ta còn lại ba ghế trống. Được chưa? Mình còn lại ba ghế trống. Và tiếp theo là mình sẽ xếp ba bạn nữ vào ba cái ghế trống đó, đúng không? Bước tiếp theo là còn lại ba ghế trống. Cho nên là bước tiếp theo là chúng ta sẽ xếp ba bạn nữ vào ba ghế trống đó, đúng không? Xếp ba bạn nữ vào ba ghế trống. Xếp ba bạn nữ vào ba ghế trống còn lại. Mình sẽ xếp ba bạn nữ vào ba ghế trống còn lại. Thì xếp ba bạn vào ba ghế thì mình sẽ có là ba giai thừa cách ha. Xếp ba bạn vào ba ghế chính là số hoán vị của ba phần tử, nên chúng ta sẽ có là ba giai thừa cách. Thì cũng tương tự như vậy, ứng với mỗi cách này thì chúng ta có n cách kia ha. Ứng với mỗi cách chọn ba ghế liền nhau ha, ba ghế kề nhau
thì chúng ta lại có 3 dây thừa cách xếp 3 bạn nam ngồi vào 3 ghế đó. Ứng với mỗi cách xếp 3 bạn nam ngồi vào 3 ghế đã chọn thì chúng ta lại có 3 dây thừa cách xếp 3 bạn nữ ngồi vào 3 ghế còn lại. Cho nên là mình sẽ dùng là quy tắc nhân, đúng không? Ứng với mỗi cách này là có n cách kia, mà có m cách này cho nên sẽ có tất cả là m nhân n cách xếp ha. Như vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra được là có tất cả là 4 nhân 3 dây thừa nhân cho 3 dây thừa cách xếp ha, 4 cái này cách xếp. Cụ thể hơn là cách xếp 6 bạn vào 6 ghế sao cho 3 bạn nam ngồi cạnh nhau ha. Còn các bạn nữ có ngồi cạnh nhau không hay không là chúng ta không quan tâm. Chúng ta chỉ quan tâm là miễn sao là 3 bạn nam ngồi cạnh nhau như đề yêu cầu là được. Rồi chúng ta đã tính ra được là số cách xếp sao cho 3 bạn nam ngồi cạnh nhau rồi. Bây giờ chúng ta sẽ gọi ha. Gọi B là biến cố. Gọi B là biến cố. Theo như câu B nói là 3 bạn nam ngồi cạnh nhau, đúng không? Biến cố là 3 bạn nam ngồi cạnh nhau. Gọi B là biến cố 3 bạn nam ngồi cạnh nhau. Thì từ đây chúng ta sẽ tính được là số phần tử của biến cố B chính là bằng số cách xếp 6 bạn vào 6 ghế sao cho 3 bạn nam ngồi cạnh nhau, đúng không? Bằng số cách xếp ha, là bằng 4 dây thừa nhân 3 dây thừa nhân cho 3 dây thừa. Được chưa? Có số phần tử của biến cố B rồi. Từ đây chúng ta sẽ tính được là xác suất của biến cố B. Thì bằng số phần tử của biến cố B chia cho số phần tử của không gian mẫu là bằng 4 dây thừa chia cho 3 dây thừa chia cho 3 dây 4 dây thừa nhân cho 3 dây thừa nhân cho 3 dây thừa chia cho số phần tử của không gian mẫu là 6 dây thừa. Thì tới đây chúng ta sẽ rút gọn là 4 nhân cho 3 dây thừa, 3 dây thừa chính là bằng 3 nhân 2 nhân 1 là bằng 6 ha. 3 dây thừa này thì viết lại. Ở đây 6 dây thừa là bằng 6 nhân 5 nhân 4 nhân cho 3 dây thừa. Thì chúng ta sẽ rút gọn cái này hết ha. Số 4 này rút gọn hết, số 6 này rút gọn hết. Và cuối cùng chúng ta được là 1 phần 5, đúng không? Bằng 1 phần 5 hay nói khác là bằng 0,2. Được chưa? Đây là xác suất của biến cố B là 0,2 ha. Hay nói khác là vậy, xác suất để 3 bạn nam ngồi cạnh nhau là 0,2 ha. 0,2. Ok, đây là đáp án của câu B. Là xếp 6 bạn vào 6 ghế sao cho 3 bạn nam ngồi cạnh nhau. Thì xác suất để 3 bạn nam ngồi cạnh nhau là 0,2. Rồi, chúng ta xong bài 5 trang 76. Và chào các em, hẹn gặp lại các em ở video sau. Chúc các em học vui.